Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ, kênh chuyên cung cấp thông tin mua bán ô tô trên toàn quốc. Và ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin những chiếc xe hiện đang bày bán tại Auto Smart Car, địa chỉ 600 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Và ngày đầu tiên đây em sẽ gửi tới anh chị và các bạn thông tin về chiếc Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này là bản máy xăng 7 chỗ, bản full cao cấp 2 cầu. Chiếc xe thì được chủ xe lên rất nhiều đồ như camera hành trình, màn hình Android. Giá chiếc xe thì hiện được giao bán với mức giá là dưới 799 triệu. Anh chị và các bạn quan tâm thì có thể liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Anh chị và các bạn có thể là xem kỹ lại chiếc xe tại web otosehoi.com hoặc comment bên dưới thì bên sẽ gửi chi tiết video cho anh chị và các bạn về chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Và ngay bên cạnh đây đó là một chiếc xe sedan trong phân khúc D, đó là chiếc Mazda 6. Xe là bản 2.5 bơm biển, bản cao cấp nhất của Mazda 6. Chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân chính chủ sử dụng, xe đi rất ít, giá hiện đang giao bán với mức giá là dưới 815 triệu. Sẽ có giảm nhiệt tình cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Xe có màu đỏ, nội thất ghế da màu đen, trang bị màn hình hắt kính, phanh tay điện tử. Và ngay bên dưới ta lại bắt gặp một chiếc xe Hyundai Santa Fe, nhưng mà chiếc này là chiếc sản xuất 2014, nhập khẩu nguyên chiếc, bản 2 cầu 7 chỗ. Chiếc xe thì cũng được trang bị cũng nhiều các tính năng như là rửa đèn pha tự động này, cam hành trình, màn hình giải trí tích hợp camera lùi, bản đồ dẫn đường, phanh tay điện tử auto hold, rất nhiều các tính năng khác. Anh chị và các bạn quan tâm thì hãy hệ ngay hotline trên màn hình. Chiếc xe này nó điểm ưu việt hơn chiếc xe máy xăng vừa rồi, nó là bản nhập khẩu, giá hiện đang giao bán với mức giá là dưới 840 triệu. Và ngay bên cạnh chiếc Santa Fe thì ta cũng có một chiếc máy dầu nữa, đó là chiếc Kia Sorento. Chiếc xe này sản xuất 2018, đăng ký tên tư nhân, giá hiện đang giao bán với mức giá là dưới 815 triệu. Xe thì có trang bị đầy đủ như là cam bản cảm biến chức sau, camera lùi, rửa đèn pha tự động, gương kính chỉnh điện cập điện, màn hình giải trí, các chế độ lái tiết kiệm eco, cùng rất nhiều các tính năng khác. Anh chị và các bạn có thể là qua showroom để xem xe và lái thử trải nghiệm chiếc xe này. Chiếc xe rất đẹp ạ, chủ xe khá giữ gìn. Và ngay bên dưới đây thì showroom có một chiếc xe 7 chỗ đời hơi sâu một chút, đó là chiếc Toyota Prado. Chiếc xe này sản xuất 2007. Chiếc xe này có điểm đặc biệt nữa là vừa chủ xe cũng vừa cho bảo dưỡng toàn bộ tại hãng. Nên anh chị và các bạn sẽ mua về chỉ việc chạy thôi chứ không phải lo về vấn đề là sửa chữa hay là gì. Xe thì được chủ xe cũng lên ghế chữ ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, và màn hình giải trí cũng rất nhiều các tính năng khác. Xe thì cũng rất đẹp, khung gầm máy móc ổn định, chất lượng thì hoàn hảo. Giá thì cũng đang giao bán với mức giá là dưới 565 triệu, đăng ký biển thành phố, nên anh chị mua về sẽ không lo mất 20 triệu tiền biển khi đăng ký lại. Và vừa rồi thì em đã cập nhật thông tin cho anh chị và các bạn những chiếc xe hiện đang bày bán tại Auto Smart Car, địa chỉ 600 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe nào thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được giá ưu đãi cũng như là hỗ trợ tốt nhất từ cửa hàng. Ngoài ra bên showroom sẽ có các thủ tục hỗ trợ như là sang tên di chuyển, cũng nhiều các hỗ trợ khác. Em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi kênh mua bán xe cũ. Anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mới nhất bên em cập nhật. Em xin cảm ơn.